Hello everyone. Chúng ta tiếp tục giải bài bài kiểm tra bài tập sách bài tập Mai Lan Hương Unit 8 Out and About phần B phần bài số 5 nhé. Rồi, đặt câu hỏi cho các từ hoặc cụm từ được gạch dưới. Đối với cái dạng bài này thì các bạn cần phải chú ý đó là chúng ta phải xác định được từ để hỏi. Sau đó có to be thì xả đầu to be, không có to be thì mượn doer. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài ví dụ này. It's 20 to 10, đã 10 giờ kém 20 rồi. Người ta gạch cái thời gian thì các bạn phải hỏi thôi, mấy giờ rồi? Hỏi giờ sẽ là what time is it? What time is it? Rồi bây giờ chúng ta sang câu số 1. The children are playing the park. Câu này dịch ra là gì? Học sinh, bọn trẻ con đang chơi ở trong công viên. Người ta gạch chân công viên rồi thì người ta sẽ hỏi là đang chơi ở đâu? Ở đâu các bạn nhớ xài where? Where nha. Có to be xài lại to be. Ở đây to be là are và chủ ngữ ở đây là the children. Chúng ta viết lại the children. Viết tiếp playing và phần gạch chân chúng ta không viết lại thêm chấm hỏi cuối câu. Câu số 2, my father is watching TV now. My father is watching television now. Bây giờ bố của tôi đang xem TV. Bây giờ chúng ta sẽ gạch chân cái xem TV rồi vì chúng ta không biết bố đang làm gì. Chúng ta sẽ hỏi là làm cái gì, làm cái gì sẽ là what. Có to be sẽ là to be và my father chuyển thành your father. Bố của tôi trở thành bố của bạn. Và chúng ta nhớ là doing làm cái gì, là doing viết nào. What is your father doing now? Câu số 3, các cô gái đang đợi xe, đợi tàu hỏa. Bây giờ chủ ngữ là bây giờ các cô gái đang đợi tàu hỏa, người ta gạch chân các cô gái rồi, chúng ta không biết ai đang đợi tàu hỏa, chúng ta phải hỏi là ai đang đợi tàu hỏa. Đối với câu này rất là dễ, chúng ta thấy dùng who để thay thế cho được rồi. Viết tiếp thôi, who are waiting. Who are waiting for a train? Chấm hỏi. Rồi, câu số 4. Mr. Tam is traveling to Nha Trang. Ông Tam đang đi du lịch tới Nha Trang. Gọi là đại gạch chân Nha Trang. Người ta không biết ở đâu. Chúng ta phải hỏi là where. Có to be, sẽ là to be. Và chủ ngữ đây là Mr. Tam. Traveling, viết tiếp. To, chấm hỏi. Rồi, câu số 5 này. I am listening to music. Tôi đang nghe nhạc. Người ta gạch chân nhạc rồi, tức là bạn đang nghe cái gì? Cái gì sẽ là what? Có to be sẽ là to be và nhớ I trở thành you rồi thì ở đây sẽ là a. What are you listening to? What are you listening to? Chấm hỏi. Câu số 6. Her brother is a doctor. Anh trai cô ấy là một bác sĩ và hỏi nghề nghiệp. Chúng ta nhớ rồi. Hỏi nghề nghiệp là what? Do her brother do? What do? Her brother do, chấm hỏi. Câu số 7 nè. Ba và Nam thì đang sửa và chỉnh sửa công việc của họ. Vậy họ đang làm cái gì? Sẽ là what? What are ba and Nam? Ba and Nam doing. What are ba and Nam doing? Câu số 8. Bọn họ đang đi tới trường bằng xe máy. Vậy chúng ta sẽ hỏi là đi đâu? Bằng xe gì? Là xe gì? Các bạn nhớ hỏi phương tiện là how. Có to be sẽ là to be. Và chúng ta đây sẽ là dry going to school. How are they going to school? Rồi, câu số 9. We are doing grammar exercise. We are doing grammar exercise. Chúng tôi đang làm bài tập ngữ pháp. Tức là các bạn đang làm cái gì? Sẽ là what are we chuyển thành you. What are you doing? Các bạn đang làm cái gì? Câu số 10. Miss Lan is traveling to Hanoi by plane. Bà Lan đang đi tới Hà Nội bằng máy bay. Vậy là nhớ hỏi how. How Miss Lan, how is Miss Lan traveling to Hanoi? To Hanoi, chấm hỏi. Rồi chúng ta xuống cái bài chia động từ trong ngoặc này. Chia động từ trong ngoặc bây giờ chúng ta học hai thì rồi đó, thì hiện tại đơn về hiện tại tiếp diễn. Chung is a student. He là chủ ngữ số is, go thêm s vào. He go to Lakewood School every day. He get himself vào vì chủ ngữ số is. He gets up at 6 and he
Rồi, chủ ngữ số ít thêm sờ vào. He lives home for school as half past six. Anh ta sống thêm sờ vào gần trường, vì thế anh ta đi bộ đi làm. Các từ đi bộ thêm sờ vào về chủ ngữ số ít với bạn bè này. Lớp học anh ta thì lớp học là chủ ngữ số nhiều, vậy chúng ta giữ nguyên được từ start này. Lớp học bắt đầu vào lúc 7 giờ và kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút. Anh ta trở về nhà. Arrive thêm giờ vào vị trí một số ít lúc 12 giờ kém 15 phút và ăn trưa xài has lunch, bởi vì chủ ngữ số ít nên have chuyển thành has. Cái từ now này dấu hiệu của từ hiện tại tiếp diễn, cho nên chúng ta sẽ chia tiếp diễn. Be thì là chia là eat thôi. Chung y in the dining room. Anh ta đang ăn, vậy là he is eating his breakfast. His friends are waiting for him in front of his house. Rồi chúng ta dịch bài này. Chung là một học sinh, anh ta đi học ở trường Lewiston và mỗi ngày thì anh ta thức dậy vào lúc 6 giờ và rời nhà đi vào lúc 6 giờ 30. Anh ta sống gần trường cho nên anh ta đi bộ tới trường với bạn bè. Lớp học thì bắt đầu vào lúc 7 giờ và kết thúc vào lúc 11 giờ 30. Anh ta về tới nhà lúc 12 giờ kém 15 phút và ăn trưa vào lúc 12 giờ. Bây giờ Chung đang ở trong phòng ăn. Anh ấy đang ăn bữa trưa, bữa sáng. Bạn của anh ta đang đợi anh ta ở trước ngôi nhà. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này. What does Chung do? Chung làm nghề gì? Chung is a student. Chung is a student. Chung là một học sinh. Câu số 2. What school does he go to? Chúng ta, anh ta đi học trường nào? He go thêm S vào. He go to Lequidon School. Lequidon School. Câu tiếp theo, what time does he leave home? Anh ta rời nhà lúc mấy giờ? He leave home for school at half past six. Chúng ta sẽ ghi là at half past six cho nhanh. At half past six. Ok. Rồi, câu tiếp theo này. Rồi, câu số 4 là anh ta đi tới trường bằng cái gì? He walk to school. Có hai cách làm. Anh ta đi bộ tới trường hoặc là anh ta đi tới trường bằng chân. Cách thứ hai, he go as to school on foot. On foot là đi bộ. Rồi câu thứ năm, bây giờ anh ấy đang ở đâu? He in the living room. He is in the dining room. Dining room. Anh ta đang làm gì? He is eating his breakfast. Ăn bữa sáng của anh ấy. Anh ta đang ăn bữa sáng. Ai đang đợi anh ta? His class, his friends. Ai đang đợi anh ấy? Lúc này chúng ta làm giờ, chúng ta coi rồi. Đó là bạn của anh ấy. His friend. His friend, những người bạn. Rồi, những người bạn của anh ta đang đợi anh ta ở đâu? In front of his house. In front of his house. Okay.